Những ngày đầu năm thì khu di tích danh thắng chùa Yên Tử tỉnh Quảng Ninh lại đón hàng chục nghìn du khách. Nhưng điều đáng nói là bất chấp thời tiết khắc nghiệt và hiểm trở của núi đồi, người dân vẫn chen chân xoa tiền lên chuông khánh đồng để cầu mong một năm mới gặp nhiều may mắn. Theo đó, cứ đến ngày khai hội Yên Tử thì người dân từ già trẻ gái trai lại chen chân lên chùa đồng cọ tiền lấy may. Đủ loại tiền từ mệnh giá 500 đồng đến 100.000 đồng, 500.000 đồng, thậm chí là ngoại tệ để cọ vào thành chùa đồng. Diện tích hẹp, mặt núi không bằng phẳng, các phiến đá gồ ghề và khá trơn trượt. Nhưng du khách vẫn không ngần ngại chờ đợi tới lượt mình. Thông thường sau khi xoa tiền vào chùa đồng thì sau đó một nửa số tiền sẽ được để lại hòm công đức tại đây và một nửa sẽ được đưa trở lại ví để lấy lộc đầu năm. Một số người dân địa phương cho biết phong trào lấy may theo cách này kể từ khi chùa đồng được khánh thành vào năm 2007. Dù không có sự tích nào được lưu truyền về việc phát tài phát lộc theo kiểu xoa tiền này, nhưng mà khách hành hương tới chùa đồng vẫn rất hào hứng thực hiện hành động trên như một phản ứng dây chuyền từ người này sang người khác.